thẳng thắn, Minh Thu không thể được gọi là giáo viên vì ba lý do sau. Những hành động của Minh Thu ngày càng phản cảm, khiến cho người xem có cái nhìn sai lệch hoàn toàn về nghề nhà giáo. Minh Thu nổi lên như một hiện tượng mạng, chỉ một buổi livestream cũng thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Lợi thế của cô nàng là ngoại hình xinh xắn, tâm lý ghen rét nên hiểu giới trẻ thích gì, muốn nghe gì. Song nổi tiếng cũng là con dao hai lưỡi, Minh Thu đang gặp không ít rắc rối vì những lần phát ngôn trên mạng của mình. Sự yêu thích của khán giả dành cho Minh Thu trồi sụt thấy rõ. Thay vì hướng đến cách dạy tốt hơn, như Minh Thu đã luôn hứa trước đó, livestream của cô nàng ngày càng nhảm đi. Hai tiếng livestream thì có đến 20 đến 30 phút để trò chuyện, thực hiện những thử thách tưởng chừng như vô nghĩa, thách cô thở, thách cô không thở, thách cô không nói chuyện suốt livestream. Dân mạng cảm thấy phát ngán. Và phải nói thật, Minh Thu ở thời điểm hiện tại không thể gọi là cô giáo, tất cả về bằng cấp lẫn những hành động mà 9x đang làm trên livestream của mình. Giáo viên là chuẩn mực cho việc dạy học, học trò lấy kiến thức của giáo viên để đi học và cả đi thi trong những kỳ thi lớn của đời mình. Nhưng Minh Thu chứng tỏ bản thân còn non trong việc truyền dạy kiến thức, cô nàng không được gọi là giáo viên vì những lý do sau. Minh Thu còn chưa tốt nghiệp đại học. Hiện tại, Minh Thu vẫn chỉ đang là sinh viên ngành sư phạm vật lý do so nợ một số môn học. Minh Thu không có bằng sư phạm, chưa đứng trên bục giảng với vai trò dạy chính một ngày nào cô chỉ từng dạy tại một trường quốc tế xong đã nghỉ việc từ một tháng trước. Minh Thu chỉ là người dạy kiến thức trên livestream. Khả năng của Minh Thu còn nhiều hạn chế khi sai cả những lỗ hổng kiến thức cơ bản, không phân biệt được quy tắc bàn tay trái bàn tay phải, sai kiến thức trong sách giáo khoa liên quan đến lý thuyết dao động điều hòa. Chính vì những điều trên, nhiều người cũng khuyên Minh Thu không nên dạy học sinh lớp 12, đối tượng học nặng nhất và cần kiến thức tổng quát nhất. Cô chỉ đang ở mức thực hành kiến thức của mình vậy chỉ nên bắt đầu từ những lớp dưới và dạy phần kiến thức cơ bản cho học sinh thôi suốt thời gian qua cô giáo minh thu liên tục có những hành động rất khó hiểu trên trang cá nhân mở đầu bằng việc chấp nhận loạt thử thách vô nghĩa của học sinh như thách cô không thở trả lời bình luận chơi đùa em mới một tuổi đã học cô rồi minh thu từng tâm sự đối với cô trên giảng đường vẫn là cô của các bạn nhưng khi đã bước ra khỏi những tiết học cô vẫn luôn ao ước được làm bạn được lắng nghe chia sẻ để hiểu các bạn hơn kể cả việc được viết tên lên bảng hay trả lời bình luận sau mỗi tiết học, cô nghĩ đó là cách để cô trò mình gần gũi với nhau hơn. Nhưng kênh của Minh Thu hầu hết đều là giới trẻ, đặc biệt là học sinh follow, không thể biện hộ cho việc nói bậy, du học trò chơi game rồi nhận đỗ nét từ fan với lý do bản thân muốn gần gũi với học sinh hơn là cô giáo thế hệ Gen Z. Những hành động của Minh Thu đã vô tình làm người xem có cái nhìn sai lệch hoàn toàn về nghề nhà giáo, không phải ngẫu nhiên nghề giáo luôn được tôn trọng, giáo viên cần cao hơn học sinh cái đầu trong cả kiến thức lẫn ngoài đời sống, nếu bản thân không tốt thì đâu có học sinh nào chịu nghe giảng. Vậy nên Minh Thu ở thời điểm hiện tại không được gọi là cô giáo, xét cả về bằng cấp lẫn những việc cô đang làm trên sóng livestream, nhưng với tư cách là người dạy có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, Minh Thu cũng cần biết tiết chế bản thân, hạn chế những hành động phản cảm của mình trên khi dạy online. Đây cũng là cách để Minh Thu thực hành cho công việc sau này làm giáo viên của mình, cũng như có trách nhiệm lại với sự yêu mến của những người từng follow